Bí mật đổi đời, tuổi Canh Tý 1960, làm ba điều này chắc chắn trúng lớn, đổi đời giàu sang an nhàn. Tuổi già đến sẽ sợ cô đơn lắm, sợ thế gian vô cảm trước cuộc đời. Sự sống chết nhẹ tựa chiếc lá rơi, nhưng rất cần sự sẻ chia ấm cúng. Xin hãy chăm lo để người già vui sống, được an nhiên bên con cháu cuối đời, sống ấm áp đơn giản mà vui tươi, tâm an lạc trước khi rời cõi tạm. Hoan hỷ đón chào quý cô bác khán thính giả tuổi Canh Tý đã đến với Phong Thủy Phát Tài trong video giải mệnh đoán số sống vui tuổi già ngày hôm nay. Chúc cô bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, cầu gì đặng đó, phúc thọ tràn đầy. Vâng, thưa quý cô bác, che già thì măng mọc, che già chăm cho măng, nhưng nó cũng có nhược điểm là khi quá đắm đuối thì họ tiêu diệt cuộc sống của mình, cuộc sống tốt đẹp hơn của một người già. Thân phận người già phụ thuộc, bị ràng buộc, cột chặt vào một điều gì đó mà họ quên mất cá nhân mình. Cả tuổi trẻ vất vả nuôi con khôn lớn, nhiều người già lại quanh quẩn trong bốn bức tường mà chẳng có thú vui hay truy tìm hạnh phúc sở thích của riêng mình. Âu cũng là số phận mỗi nhà mỗi cảnh. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Phong Thủy Phát Tài tìm hiểu xem tuổi Canh Tý sẽ thế nào, những ngày tháng tuổi xế chiều, được trời thương mà phú quý hay hết phước mà chịu cảnh cô quạnh điều hưu. Cùng theo dõi nhé! Cô bác thân mến, quan niệm thường thấy trong xã hội Việt Nam là tới mốc tuổi nghỉ hưu chính là lúc tuổi già ập tới. Ở tuổi ấy, nhiều người nghĩ mình sẽ không làm việc nữa, chỉ loanh quanh ở nhà với công việc gia đình. Càng lớn tuổi, con người càng khao khát có ai đó ở bên để trò chuyện và chăm sóc. Nhưng điều trớ trêu là khi tuổi già đến thì điều đó cũng có thực hiện. Bạn bè thì là người con người mất, con cháu lo xây dựng gia đình. Và công việc riêng cộng với khoảng cách thế hệ khiến người già cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều người già sợ nỗi cô đơn, đây là tâm lý chung của nhiều người già. Xã hội càng hiện đại thì sự cô đơn của người già, sự phân tách đổ vỡ trong mối quan hệ gia đình, mối quan hệ bền chặt trong nhiều đời thì đều bị tàn phá, xã hội nào cũng thế. Đối với người già, sự chia sẻ giữa các thế hệ con cái không bằng bạn bè. Đối với người cùng thế hệ, họ có tiếng nói chung của họ, đó cũng là nỗi sợ thứ hai. Sợ đắm chìm một mình với những thứ không ai hiểu. Việc con ở gần kề nhưng không ở chung nhà được, cho là một hình mô hình đáng quan tâm, giúp con cái chăm sóc bố mẹ thường xuyên và hai bên đều tôn trọng không gian sống riêng của nhau. Phong Thủy Phát Tài khuyên cô bác tuổi Canh Tý rằng, thay vì phụ thuộc vào cảm xúc của những người xung quanh, chúng ta cần nghĩ và sống cho bản thân nhiều hơn, làm những điều mình thích, thậm chí cả những điều mình chưa từng có thời gian để làm trước đây. Từ trước tới nay, gia đình vẫn là thiết chế cơ bản nhất và gắn liền với đời sống của mỗi người. Dù gia đình truyền thống hay hiện đại có những biến đổi nhất định, nhưng sự đùm bọc, yêu thương, chăm sóc vẫn là giá trị cốt lõi. Nhiều người nhận xét đời người sẽ sống hai lần trẻ con. Một là khi mới sinh ra, hai là khi về già. Đi hết cuộc đời lại quay về với vô tư và yêu thương chân thành. Dù xã hội thay đổi thế nào, tâm lý người già có biến đổi phức tạp, thì người già vẫn là trụ cột tinh thần cho tất cả con cháu trong nhà. Đối với mỗi người, để có một tuổi già hạnh phúc, thì cũng cần chuẩn bị một cuộc sống độc lập về tài chính, nuôi dưỡng những đam mê của mình, cho tuổi già những niềm vui riêng và hạnh phúc riêng, có phải không ạ? Trước khi đến với những bí mật để nâng cao vận số, mời quý vị cùng tới với phần tổng quát hậu vận cho tuổi của mình dựa trên tháng sinh để biết mình có thể hưởng phú quý ra sao mà mong cầu trong bước tiếp theo nhé. Đầu tiên là người tuổi Canh Tý sinh tháng giêng, tháng 1 âm lịch. Tháng giêng là tiết tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này trong năm được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo nghĩ nhiều. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo. Nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm.
người tuổi Canh Tý sinh vào tháng Giêng được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều. Cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ anh em yêu thương, đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà cơm no áo ấm, có của ăn của để. 2. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập. Người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát. Dù đôi khi cô tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn không giấu nổi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã ôn hòa. Người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành. Văn ấn có phần, thông minh đĩnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 âm lịch, tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt là thiên hướng nổi bật về thơ văn, nghệ thuật. Tính tình hiền hòa nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu quyết đoán, nên cả đời có phần khó thành đại sự. Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều, nhưng tài sản hương hỏa để lại không nhiều. Anh chị em trong nhà hòa thuận yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa, thì có thể thành danh, song khó nắm được đại ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả. Học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình, sau sẽ có lợi cho công việc. 3. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh. Người tuổi Canh Tý ra đời vào thời điểm này trong năm gặp phải tang môn. Đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tang tóc. Tuy có bổng lộc, rượu thịt, nhưng đều đến từ chuyện buồn đau. Số mệnh hẩm hiu, có thể có số xuất gia. Bản mệnh nếu có thể giữ được tâm trí bình an, thu thân tĩnh trí, không tham lam biết phấn đấu, thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn. Sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Canh Tý này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiên chất xung quanh, chán ghét trốn hồng trần nhiều gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. 4. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này trong năm, số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản cũng không dồi dào. Cuộc đời bôn ba vất vả, không được quý nhân nâng đỡ, mà một mình chống chọi nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu nên hung hiểm trùng trùng. May thay có xuân phong hóa vũ, gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh nên được lương duyên. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch, tuy vận số không tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào. Người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều, giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại. Anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân. Ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành. Số mệnh hẩm hiu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. 5. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng. Người tuổi Canh Tý sinh tháng này số bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp trốn. Người này tham công tiếc việc, chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn quên ngủ. Hễ thấy thời cơ kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp. Cuộc đời sung túc no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn. Được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm tấm gương phấn đấu. Phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc,
sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm. Người tuổi Canh Tý này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh chị em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, tại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có hung có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới. Tới tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cự phú một vùng, người người ngưỡng mộ. 6. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí vượng, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tươi. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này, tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nên sống gần ao hồ sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp. Tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều. Lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng cho chính sức mình. Song người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 âm lịch lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp. Có điều đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ. Tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. 7. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trời đất vào tiết lập thu, hoa trái rồi rào là mùa thu hoạch. Người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này trong năm, cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Tính tình phóng khoáng, khoan dung độ lượng là người có thể làm nên việc lớn. Đời có thành có bại, song hưởng phúc lộc trời ban nên vẫn được đủ đầy. Dù có gặp họa tai họa thì vẫn có cơm ăn áo mặc. Tính cách cương nghị, rơi vào cảnh khó vẫn giữ lòng tự trọng. Dù vất vả kiếm kế sinh nhai, cũng quyết không cầu xin người khác. Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Canh Tý được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp. Anh chị em trong nhà yêu thương đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc giàu sang. Tâm địa thiện lương, sởi lợi phóng khoáng, khoan dung độ lượng. Cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có, khó tìm. 8. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng này rất tốt. Số mệnh giàu sang, sung túc vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạm, cao sang quyền quý. Trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành. Chăm chỉ làm việc, tất có thành công, tu tâm dưỡng tính, tất nên đại nghiệp. Xem vận mệnh người tuổi Canh Tý theo tháng sinh âm lịch. Nếu sinh vào tháng 8 thì cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Càng lên cao lại càng thuận lợi. Thiên tư đỉnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. 9. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn lộ. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này tính tình trầm ổn, song không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội. Từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phúc cơm áo đủ đầy, thiếu quyết đoán, có làm nên cơ nghiệp. Vợ chồng con cái tuy yêu thương nhau, nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi mâu thuẫn liên miên. Không có tài ăn nói, an phận thủ thường, cẩn trọng quá mức, không giỏi giao tiếp. Bạn bè không có nhiều. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Canh Tý có cuộc đời bình an hạnh phúc, an lành hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng. Thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo sạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên phúc lớn mệnh hậu nên vẫn được hưởng hết
phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. 10. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, ngũ cốc thu hoạch nhập hết về kho, khắp trốn không còn lương thảo, chim chóc khó kiếm miếng ăn. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 10 thường hay dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, cũng có tham vọng, có ý chí, nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu. Dù có tiền cũng không biết làm cho tiền sinh sôi nảy nở. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 10 âm lịch không được tốt cho lắm. Cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. 11. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này khởi nghiệp khá muộn, nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại. Cuộc sống khá tiêu diêu, tự tại. Sinh vào tháng 11 âm lịch, người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Canh Tý sinh tháng này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả, lúc còn trai trẻ tuổi già an nhàn hạnh phúc. Nói chung người tuổi này cuộc đời không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt được đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. 12. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức là tháng Chạp rơi vào Tết Tiểu Hàn trong năm. Sinh vào năm cùng tháng Tận, người người nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người tuổi Canh Tý cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ cần cù thì mới có lộc có phúc. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời. Tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương chăm sóc hết lòng. Anh chị em sống tình cảm, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó tránh khỏi khó khăn, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công. Người tuổi Canh Tý sinh tháng này tư chất thông minh, lại thật thà lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người. Thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên người này có thể mắc phải các bệnh như cao huyết áp, béo phì, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Quý vị thân mến, ở tuổi 63 đừng để tuổi hưu là ác mộng của người già. Lần đầu gặp mặt, chẳng ai nghĩ ông Đỗ Văn Tài, phố Cao Sơn, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, đã 76 tuổi. Bởi vẻ bề ngoài trẻ trung, khỏe khoắn, cử chỉ hoạt bát nhanh lẹ, một trong những bí quyết của ông là duy trì đam mê với các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn. Ông chơi cầu lông, bóng bàn khi còn đi làm, nghỉ hưu hơn 10 năm rồi. Nhưng ngày nắng cũng như mưa, chiều nào ông cũng sượt vài trận. Cơ thể khỏe mạnh thì bệnh tật nào đụng mình được. Ông cười lớn. Trước đây khi còn công tác trong ngành đầu máy, toa xe, trong ngành đường sắt, dù công việc bận rộn, nhưng ông vẫn luôn giao lưu với những đồng nghiệp trong cơ quan, bạn bè, hàng xóm. Thế nên khi về hưu, ông tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương. Ông từng làm bí thư chi bộ phố Cao Sơn suốt 2 nhiệm kỳ, kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao. Ông đi cả ngày, khi thì chơi thể thao, lúc lại giao lưu với mọi người, mở rộng mối quan hệ. Sức khỏe dẻo dai và thoải mái hơn. Bởi thế mà trước khi nào ông thấy buồn hay áp lực trong cuộc sống kể từ khi về hưu. Trong tiếng nhạc du dương, các thành viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa thuần thục thực hiện các động tác môn võ truyền Thái, cực quyền. Họ cười đùa vui vẻ, hòa mình vào không gian thiên nhiên mát mẻ, trong lành. Không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng
còn là mái nhà chung của các thành viên trong câu lạc bộ. Tại đây các thành viên mạnh dạn chia sẻ những chuyện buồn, vui trong cuộc sống, đồng thời còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí với mục đích gắn kết tình thân. Bà Nguyễn Thị Phương, hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hàm Rồng cho biết, vào các ngày lễ của phụ nữ như Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chúng tôi đều tổ chức tặng hoa quà cho các thành viên câu lạc bộ từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Hay vào dịp cuối năm, câu lạc bộ tổ chức tổng kết năm đi du lịch. Với những hoạt động thiết thực hiệu quả trên, thời gian qua câu lạc bộ trở thành ngôi nhà thứ hai của các thành viên nơi đây. Ngoài tham gia các hoạt động thể dục thể thao, những công việc chung ở phường, bà Phương cũng tham gia rất nhiệt tình. Mỗi chỗ bà đều tạo ra sự vui vẻ, tiếng cười luôn rộn ràng. Được biết bà Phương sống cùng vợ chồng con trai, nhưng do các con bận việc, con cháu tới trường từ sáng đến tối mới về, nên thời gian vui vẻ với con cháu trong ngày không nhiều. Do đó đời sống tinh thần của bà bị thu hẹp. Nhưng từ khi tham gia các hoạt động xã hội, bà Phương thấy sức khỏe được cải thiện, tinh thần lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Mỗi người có một cách khác nhau để sống chung, sống vui với tuổi già. Trong ngõ 48 đường Nguyễn Công Trứ, hình ảnh ông Ngôn, một bác sĩ về hưu, xách túi thuốc đến từng nhà giúp các bệnh nhân khiến nhiều người ấm lòng. Ngoài nghề thuốc, ông Ngôn còn đam mê đặc biệt với thú làm vườn. Tận dụng bãi đất trống ngay cạnh nhà, ông gieo nắm hạt rau củ, trồng vài bụi rau sền cho mấy đứa nhỏ trong xóm được ăn rau sạch. Và cứ thế từng ngày trôi qua với ông đầy ý nghĩa. Như câu nói đầy hóm hỉnh của một nghệ sĩ, già duyên, già dáng, già đáng đồng tiền, bát gạo. Sống khỏe là nhiệm vụ của người già. Sống ít người lớn tuổi mà chúng tôi từng gặp vẫn thường trăn trở với câu hỏi làm sao để sống vui vẻ, hòa hợp với con cháu. Trả lời cho câu hỏi này, ông Tại tự đặt ra một câu hỏi khác rồi phân tích nó dưới quan điểm của một người già. Già là một giai đoạn tất yếu của vòng đời, một chuyện đương nhiên khi người ta tích tuổi, cớ sao còn phải lảng tránh. Có trẻ thì có già, đó là một nhịp điệu của vũ trụ, đâu cần phải khổ đau vì già, trái lại phải làm sao để có một tuổi già hạnh phúc. Với ông Tài, điều đáng sợ nhất với người già là bảo thủ, không chịu thay đổi để phù hợp với cuộc sống, luôn vận động và cho rằng mình là nhất. Còn con cái vì trẻ người non dạ nên không đáng tin cậy. Đúng là người già có quyền tự hào về mình, nhưng không nên áp đặt. Rồi thấy bọn trẻ không theo ý mình lại buồn và bất mãn. Đấy là cái tâm lý chung. Người già nào cũng thế. Vấn đề là phải nhận biết được bản thân đang sống ở đâu để mà điều chỉnh thích nghi. Trong gia đình cũng vậy. Người già cứ muốn sống chung để bố mẹ giữ uy quyền. Còn con cháu quây quần phải quan tâm chăm sóc. Rồi lại muốn con cháu phải thành đạt. Thế là muốn đủ thứ. Vì vậy người già tuyệt đối không được lấy mình làm hình mẫu để bắt con cháu noi theo. Rồi con trẻ không làm theo được lại buồn bực. Phải xác định rằng mỗi thời mỗi khác, mình đã làm tròn nhiệm vụ của mình rồi. Giờ đến lượt thế hệ các con lo cho con cái. Còn nhiệm vụ của mình giờ là phải lo cho bản thân. Phải tìm hiểu cơ thể mình đau ở đâu, yếu ở đâu. Phải đọc sách, nghiên cứu, nghe tư vấn để biết ăn gì, tập gì để giữ gìn sức khỏe. Sống khỏe mạnh, không đau ốm, để con cái yên tâm xây dựng cuộc sống, chăm lo cho những đứa cháu của mình. Ai còn sức khỏe thì tiếp tục làm việc, đóng góp cho xã hội. Rảnh rỗi thì đến chơi với nhau, gặp gỡ, trò chuyện, cùng đi du lịch cho vui vẻ. Nếu được nữa thì tham gia làm các công việc xã hội, chứ đừng cản trở con cháu. Với con cái cũng vậy, người già cứ muốn con cái chăm sóc mình như ngày xưa mình chăm sóc nó vậy. Nhưng làm sao được? Thử hỏi, mình có chăm sóc được bố mẹ mình như thế hay không? Vì vậy phải hiểu để không buồn, không suy diễn. Không chỉ trẻ con mới phải học để sống, người già cũng cần học để sống với tuổi già. Ông Tài đúc kết, cuộc đời hạnh phúc hay không, vui vẻ hay buồn tủi, phần lớn do cách nghĩ, cách sống của chúng ta. Lạc quan, vui vẻ, tự lập, tự lo cho mình, biết lùi để bình yên, hòa mình vào thiên nhiên. Không lo cái chết khi nó chưa đến. Đó là một trong những cách sống hạnh phúc của chúng ta, những người không còn trẻ. Thực tế không hiếm người già mắc bệnh hay khó khỏi bệnh
cũng vì yếu tố tâm lý, sợ bệnh, sợ chết, buồn bã, trách móc con cháu, khiến cho người ủ rột, tâm bệnh rất khó chữa. Hóa giải những bực bội, không để bụng, nhìn đời lạc quan, quan tâm đến mọi người, sẵn sàng chia sẻ với người khác sẽ giúp người già nhẹ nhõm, an yên. Hơn thế, tự tạo cho mình những niềm vui và bận rộn với niềm vui ấy mỗi ngày, thì cuộc sống về già đâu có nghĩa là nhàm chán, ông Ngôn khẳng định. Nhiều người khi thấy lá vàng rơi trong gió heo may, mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gợi lên lúc thu về, bèn liên tưởng tới cái lẽ tất yếu gần đất xa trời của bất cứ ai trong chúng ta. Tôi thì lại nghĩ, gió lành mát rượi hay gió mang nặng nỗi muộn phiền âu cũng là do cách nhận thức và hòa nhập cuộc sống của mỗi người mà ra. Nên người xưa mới có câu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một tinh thần lạc quan, một lối sống hài hòa, phù hợp sẽ giúp chúng ta sống vui, sống khỏe. Độc giả Cỏ Dại có chia sẻ một quan niệm sống tới với chương trình như sau. Lúc trẻ thì làm nhiều lo cho con cái ăn học, con lớn lo cưới vợ gả chồng, khi già thì cũng tự mình lo kiếm ăn. Con người thật khổ với suy nghĩ của mọi người. Quan điểm của tôi rất đơn giản và nhẹ nhàng. Trẻ tôi lao động, ăn xài đúng mức, không phung phí và phải dành một ít để làm từ thiện mỗi năm. Già thì tôi vẫn lao động với công việc vừa sức mình. Tôi từng nghĩ sau này già, mình đi bán vé số hay rửa chén thì sao? Vẫn ok thôi. Miễn tôi vẫn còn làm được. Nếu già bệnh nằm đó không ai lo thì sao? Thì chịu đựng. Cũng đâu có lâu đâu, chừng vài bữa là sẽ chết. Xem như xong một kiếp. Cái quan trọng nhất trong quãng thời gian sống tôi đã làm được bao nhiêu việc ý nghĩa và sống có ích cho xã hội thế nào? Con người ai mà chẳng một lần để bệnh rồi chết? Tôi đã chuẩn bị một tâm thái tốt để đón nhận điều đó ngay từ bây giờ. Nếu tôi là ông bà, tôi bán căn nhà đó, gửi vô ngân hàng, thuê một căn phòng trọ khác, tiền đó trích một nửa làm từ thiện, một nửa để dành ăn từ từ. Mỗi ngày đi nhặt ve chai như vậy cũng tốt, coi như vận động, nhưng không quá sức. Sống không lo lắng vào tương lai, cũng không nghĩ về quá khứ thì tâm an lạc tự tại. Khổ là do tâm suy diễn, chứ sự thật chúng ta không khổ, đói khát không có ăn mới thật khổ. Không nơi trú khi mưa, khi nắng mới thật khổ, khi bệnh đau nhức toàn thân mới thật khổ. Và trước khi chết, lương tâm dằn vặt hối hận với những điều mình từng làm mới thật sự là nỗi khổ lớn nhất đời người. Chương trình xin tạm dừng tại đây với lời chia sẻ của khán giả Cỏ Dại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video. Chúc quý vị bình an, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Đặc biệt nhất là có một gia đình êm ấm, con cháu hiếu thảo, phước đức sâu dày. Hãy quay lại mỗi ngày với Phong Thủy Phát Tài cô bác nhé. Chúng tôi luôn ở đây để chia sẻ và dẫn đường những trái tim lạc lõng.